Thiếu nữ xinh đẹp từ bỏ cuộc sống xa hoa, quy y cửa Phật. Từ bỏ cuộc sống xa hoa quyền quý, một thiếu nữ xinh đẹp ở Trung Quốc đã tìm đến bên Phật, chọn con đường tu nghiệp. Câu chuyện xuất gia của cô gái trẻ có tên là Thiên Thèn. Lúc cô chọn đến với con đường tu nghiệp là lúc cô 24 tuổi, xuất thân trong một gia đình giàu sang, đang là nhà thiết kế thời trang. Tuy nhiên, giữa lúc cuộc sống của cô đang ở những tháng ngày đẹp nhất, Thiên Thèn đã nhận ra cuộc sống hiện tại không phải là con đường mà cô muốn. Thay vào đó, cô đã lựa chọn tìm về với Phật, chọn con đường tu học. Được biết, cô sinh ra ở thành phố Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Cô đã đỗ trường Đại học Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Thiên Thèn đã xin vào chùa, xin lũng tung trư trên ngọn núi tuyết ở tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây, cô đã cạo đầu xuất gia, rũ bỏ trần tục và đến với cuộc sống thanh tịnh của nhà sư. Cô hoàn toàn nghĩ rằng mình đã chọn được con đường phù hợp với bản thân là đến với đạo Phật. Khi được hỏi về lý do khiến cô từ bỏ danh vọng để hướng tới cửa Phật, cô chia sẻ rằng: "Tôi chỉ cảm thấy cần phải hiểu được sự sống và cái chết, và đó là tất cả lý do." Cô thêm rằng: "Tôi cũng háo hức phải làm điều mà mình có thể để khiến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn đối với tất cả vạn vật. Thêm nữa, niềm tin vào Phật đã khiến tôi trở thành sư cô." Bài viết của Thành Tâm, nguồn Phật giáo.org.vn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.